Dạ, cái bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị giao lưu những cây mai bự thành phẩm ha. Cây Tết, mai quắn, đại lộc. Rồi, mình mời cô chú anh chị mình tham quan rồi giao lưu ở Bến Tre, Ngọc Điệp ha. Đây. Bản thương hiệu có sẵn số điện thoại giao lưu luôn, địa chỉ luôn ha cô chú anh chị bạn. Trời đang mưa râm. Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị các bạn thời gian qua đã ủng hộ các cả nhà vườn. Nay giao lưu những cây mai bự nha chứ các bạn. Cành cao, lực, nó nở, xù, đầy đủ ha. Đây là những cây bự nha chứ các bạn. Còn mai quắn này cũng bự bự luôn, chà bá luôn ha. Cô gái Bến Tre đâu rồi, chào em. Hi, em chào anh, chào cô chú anh chị em mình nhé. Hôm nay quay trở lại vườn của em thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình cái lô clip này của em là lô đại lộc phong cao. Thì vườn nhà em thì bây giờ cũng có giá sỉ cho cô chú anh chị em nào đến tận vườn hoặc là lấy số lượng. Thì địa chỉ cụ thể của em là ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại giao lưu của em là 0968282738. Thì clip này em giao lưu với cả nhà 16 cây, nhưng một cây đầu clip là một cây mai sắn. Mai sắn nhưng mà nó có hai nhánh bo, em ghép cúc Bình Định nhá. Cây mai sắn nhưng có hai nhánh, đây là một nhánh nè, đây một nhánh, hai nhánh, ba nhánh là một nhánh nè, hai nhánh nè, ba nhánh là em ghép cúc Bình Định. Tại vì đó, cái thân cái cây này là cây mai sắn nhưng mà có ba nhánh là cúc của Bình Định, còn bao nhiêu là sắn hết nha cả nhà. Đó. Nha. Cây mã số 1B đầu tiên đó là cây mai sắn nhưng có ba nhánh, em ghép cúc Bình Định vô trong đây. Cúc Bình Định của chú anh chị em mình biết mặt bông nó rất là lớn. Số điện thoại Zalo của em là 0968282738 và hiện tại số này em cũng xài Zalo luôn. Cô chú anh chị em mình thì ủng hộ em thì hoặc yêu thích cây nào thì liên hệ em qua số điện thoại luôn. Hoặc có lấy sỉ của em thì cũng liên em qua số họ luôn nhé. Em thì chỉ xài có một số thôi, duy nhất thôi ạ. À. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình thời gian qua ủng hộ em. Thì đợt năm nay thì cô chú anh chị em mình biết rồi đó. Tất cả loại mai thì mai nào nó có cái đế, cái hoành đế nè. À, cái hoành đế đâu á, nó đẹp á, thì tất nhiên cái giá thành nó phải cao hơn những cái cây mà nó suông hoặc là những cái cây gốc nhỏ thì nó giá thành nó thấp hơn. Để không mất thời gian thì cô chú anh chị em mình, em xin phép hôm nay giao mẫu số 1B là cây mai sắn có 3 nhánh ghép cúc Bình Định nha cả nhà. Rồi, trời ơi. Mai quắn nó to bự dài lắm rồi chú bạn. Bông này thì cái này trên. Cái này bo mình lấy bo nhiều lắm rồi nè. Quá trời luôn. Dạ, cái này em để nguyên như vậy em chưa đụng tới một nhánh bo nào hết. Ba nhánh Bình Định, ba nhánh này là ba nhánh cúc Bình Định nhé, một nhánh là hai nhánh nè, ba nhánh cúc Bình Định, còn toàn bộ lại là mắc mai quắn hết. Và đặc biệt cái gốc này cũng là gốc đẹp luôn nha cô chú anh chị em mình đó. Hình gốc không mấy à? 23. Mình gốc 23 cô chú anh chị bạn. Chiều cao 118 là chiều cao, tán ngang là 128. Cái cây mai sắn này em giao lưu với cả nhà với cái giá là 4.900.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc hết ha. Rồi 4.900 ha, bao ship ha. Dạ, bò rất là già bị ha, cái như vậy ha, to chà bá kìa ha. Lên cái này luôn cho dài ha. Đây rồi, sắp đổi cây chú chị các bạn. Rồi, tiếp theo. Rồi, rồi cây mã số 2B là cây đại lộc nha cả nhà. Dạ. Cây đại lộc sao giùm em gốc đế bự nha, để em đo thử cái rễ à. Đế rất là lực, to dạ, bá luôn. Để em đo thử cái hoành gốc coi. Ở hoành gốc này tới 22 luôn nè, một cái rễ của nó thôi nha cả nhà. Này nó lên xù nè. Chưa chưa nha, để kiểm tra lại. Dạ. Tao tối mới thấy rồi, từ từ để vô. Đây. Hoành gốc 22. Cái rễ. Rễ lộn chứ hoành gốc đâu, cái rễ 22, một cái rễ thôi á. Một cái rễ này thôi nó xù lên nè, em đo tới 22 luôn á ha. Nè còn cái đen cái rễ nữa nè, lên cái rễ nữa nè để đo. Cái này nó có ba không có cái chân. Để, nó nằm dưới đây nó mưa tầm. Hoành rễ luôn. 21 cả nhà.
Ở đây 21, 22 rồi. Đó, cái rễ không, một cái rễ không á, còn giờ em mới đâu hoành gốc nè. Trời bữa nay hiện tại trời đang mưa cả nhà ơi, nên là cũng anh xe xuống giùm em đi. Chụp rồi 41. Đó. Đại lộc nha cả nhà. À, cái một cái rễ thôi mà đã 22, 21 rồi, còn hoành gốc thì 41. 94 là chiều cao nha cả nhà ơi. Rồi chiều cao 94. Tán ngang em à, tán ngang. Rồi tán ngang luôn. Thì rất bự hơn đi mày. Tán ngang là 111 luôn. À, kính mít dạ. Đó, cái này xù lên luôn rồi cả nhà, nó từ cái gốc này lên luôn nè. Đó nó bể, bắt đầu nó bể xù. Xù nhẹ thôi. Cộng rễ rất là lực. Dạ cộng rễ rất là lù để nở hết lên thêm hết lên. Điều chính bầu ha, cây rất dạ. Lực nha chú gì bạn. Cái cây 2B này em giao lưu với cả nhà, cái cây này với giá 4.900.000 em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Cây này mình vô dây là tạo dáng toàn dù rất đẹp luôn. Dạ. Cái đó. một cái rễ của nó thôi mà đã tới bằng một cái thân của cái cây khác rồi. Ngưng ra ngoài đi. Rồi tạm ngưng ha cô chú mà. Rồi tiếp theo của chú gì vậy? Tiếp theo là mã số thứ 3 mã 3B. Cũng là một cây đại lộc phanh cao nhân cả nhà. Cũng là cây đại lộc phanh cao luôn ạ. Trắng trực thẳng luôn chú như bạn. Hành gốc 29. 114 là chiều cao. Tán ngang là 88. Mã số 3B luôn nha cả nhà. Rồi cây mã số 3B. Dạ. Một cây phong cao của cây đại lộc hoành gốc luôn nha cả nhà, to luôn ha. Em giao lưu với cả nhà với giá 4.1 triệu cây này luôn nha. Đại lộc nha cả nhà. Cả nhà biết rồi đó, đại lộc nó có giá thành nó cao hơn những cái mai khác như dạo Thủ Đức hoặc những cái mai khác thì giá thành nó rẻ. Còn cái cây đại lộc này thì giá thành nó cao hơn cả nhà ơi. Đó, cây này là đại lộc ạ. Đại lộc phong cao. Này bao ship luôn ha. Bao ship toàn quốc hết cả nhà ơi. Rồi giá này nó nhiêu quên. Mã số 3B. Đưa chưa ra hoành ha. Để xem đâu hoành. 29 là hoành gốc. Hoành 29 này chú gì bạn? Dạ hoành 29 luôn ạ. Dán trực thẳng luôn á. Dán trực thẳng luôn nha cả nhà. Dạ. Em giao lưu cả nhà với cái này giá 4.1 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc hết. Rồi. Rồi xuống đi. Web đổi cây chú chị các bạn ơi. Rồi tiếp theo của chú gì bạn? Dạ cái mã số 4B nha cả nhà, cũng là đại lộc ạ. Đại lộc nha cả nhà ơi. Đại lộc dạ. Cao ha. Đại lộc cái này cũng là hoàng thân rất là cao luôn nha cả nhà. Để em đo hoành gốc luôn ạ. Ghép rất là đều nè. Gốc. Nhiều anh? 39. Gì? 39. 39 mà em nghe 89 em hết hồn, em hỏi cái gì? 39. Em nghe 89 em hết hồn, cái đó mình đâu vậy thôi chứ mình đâu ngay cho cái mắt này là tới 4 mấy. 40. 40. Đó, hoành gốc cũng lớn, một thân một tụ như một cốt luôn nha cả nhà, đi một thận luôn, hoành gốc rất là lực luôn ạ. À. Tán ngang 78. Giúp rất là đều hết chứ gì bạn. Ui. Cố lên. Chiều cao 137 cả nhà ơi, tại vì hôm nay hiện tại đây là chỗ em cũng đang mưa nên vấn đề quay nó cũng nhiễu nhão nước tí. Cái cây này em giao lưu với cả nhà, cây 4B này em giao lưu với cả nhà với giá 4 triệu em bao phí vận chuyển toàn quốc hết nha cả nhà. Đại lộc nha cả nhà. Đại lộc thì cô chú anh chị em mình biết có giá thành nó cao hơn những cái loại mai khác nha cả nhà. Bông của nó từ 5 đến 49 cánh cả nhà ơi. Tắt chưa. Mà số 5B cô chú anh chị em mình ơi, cũng là một cây. Bữa nay em lên cái clip này là toàn là phong cao không nhân cả nhà. 33 là hoành gốc. Rồi 33 dạ. Hoành gốc để tại vì cô chú anh chị em mình cái này muốn lấy sỉ về hoặc lấy số lượng về để mình sau này mình kinh doanh lại thì liên hệ qua số điện thoại là 0968282738 nhé. Em có số sỉ luôn, nếu cô chú anh chị em mình lấy nhiều thì em giao xe tải tận nhà cho cô chú anh chị em mình và em để nguyên chậu luôn ạ. À. Ghép các điều thôi chú bạn. Cái này. Rất là đẹp. 141 là chiều cao. Dạ. Để nở. Rồi cây mã số 5A này em giao lưu với cả nhà với giá là 3.6 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Rồi 3.6 triệu mã số 5B. 5B của chú chị bạn. Rồi bao ship 5B luôn. Là 3.6 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc ạ. Rồi phép đổi cây luôn của chú chị bạn ơi.
Rồi tiếp theo của chú gì bạn ơi? Mã số 6A. Tạng kinh mít luôn ha. Hình gốc 28. À, hình gốc 28. Chiều cao 118. Tạng rất là đều ha. Kinh mít rồi nè. Tán ngang 65. Dạ. Rất là đều ha. Rồi, cái mã số 6A này em xin giao lưu với cả nhà với giá là 3,5 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Rồi, để nở luôn ha, có chú gì bạn. Rồi, xin phép mình đổi cây, có chú gì bạn ơi. Dạ. Rồi, tiếp theo của chú gì bạn ơi. Cái mã số 7A, cái này rất đẹp nha cô chú anh chị em, mình quay vô cái rễ đi ha. Dạ, tại mưa nên là giờ đụng vô đâu nó cũng nứt. Trời đang mưa bye bye cả nhà ơi, đây nè, cái rễ này rất là đẹp luôn ha. Cây này rễ, để nở. Thành gốc là 31. Khá lực luôn ha. Chiều cao 113. Đẹp kính ha. Tán ngang 73. Kính tàn. Ăn sung. Dạ. Đó. Cái cây 7B này, cây này em xin giao lưu với cả nhà 4,200,000, em bao phí vận chuyển toàn quốc. Ồ, hết ha. Nở rất là nở bự chú gì bạn. Này nó mô lên đế gì lắm khủng luôn. Dạ rồi phép đổ cây hết chú gì bạn. Đại lộc nha cô chú anh chị em mình ơi. Dạ, đại lộc á. Vừa. Cái mã số 8B của đại lộc cả nhà ơi. Hoành gốc 32. Đây nở. Tán ngang là 73. Này tạo dáng sẵn luôn. Tán, chiều cao là 76. Đại lộc nha cả nhà. Có lộc chủ luôn ha. Dạ. Rồi cái cây 8B này em giao lưu với cả nhà với giá là 3,5 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc nha. 3,5 triệu 3 ship luôn các chú nhà bạn. Dạ rồi phép đổi cây của chú chị các bạn ơi. Rồi tiếp theo luôn của chú chị bạn ơi. Mã số 9B. 9B nha cả nhà, cũng là cây đại lộc ạ. À. Hình gốc 28. Để nở nè. Tán ngang 55. À, chiều cao là 95. Đây có cái mặt bông nó lú ở trong thân ra nè. Đại lộc mà toàn do vậy là nó không đốc nha cả nhà. Tại vì cái này lô này của em nó có mặt bông rồi đó cả nhà. Vừa rồi nó cũng có mặt bông lai rai rồi đó. Nên bông nó cũng rất là chuẩn cả nhà ơi, nó không có bị đốc nha. Mã số ta 9B này em giao lưu với cả nhà cây này với giá là 3,8 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc ha. 3,8 triệu bao ship luôn. Vậy rồi phép mình đổi cây cho chú chị bạn. Vậy rồi tiếp theo của chú chị bạn. Mã số 10 ạ. Mã số 10B. Hình gốc 29. Ghép cho tàn rất là đều. Tán ngang là 46. Dạ cái này ghép rất là đều cây. Chiều cao 113. Rồi cái cây mã số 10B này em giao lưu với cả nhà 4,1 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Cô chú anh chị em mình muốn lấy sỉ á thì liên hệ em qua số điện thoại là 0968282738 và sao nữa? Hộp nhãn ra cái có mày mặt cam, mày cam thì liên hệ luôn ha đây. Mày cam. Bán từ cam. Bán từ năm ngoái năm nào mày mua hả? Ừ. Cây này là mẹ bồng con lên non hai chai. Anh cảm thương mẹ. Tới đó thôi. Đây nè, hai thân nha. Hai thân nha cả nhà ơi, đây nè ha. Em quay hướng này mới thấy là mẹ bồng con rõ ràng luôn này cả nhà. Đây nè. Đó cây mẹ đỡ cây con luôn nè. Cái nhà coi cho kỹ nha mẹ em nha. Đó, cây mẹ bồng con luôn, đỡ hai cây dính lại với nhau luôn, không phải là một cây mà nó dính liền với nhau. Chưa. 48 quạnh. Mẹ bồng con nha cả nhà. Cây mã số 11B nha cả nhà. 90 là chiều cao, mẹ bồng con ha. 68 là tán ngang, cây mẹ bồng con nha cả nhà đây nè nè. Đó, cái nhà coi giùm em nha, cây mẹ bồng con nha, cây 11B nha. Cây mẹ bồng con này em giao lưu với cả nhà với giá 5,1 triệu nha cả nhà. Đây rất đẹp á, cây nở. Bình gốc 48 nha cả nhà. Trời ơi, đó cây có số gì đọc mua hết ngủi. Vậy chứ giờ vừa mưa, vừa bị muỗi cắn. Rồi tiếp theo của chú Diệp mã số 12B. Hình gốc 26,5, đại lộc hết toàn bộ cả nhà ơi. Tán ngang là 76. Chiều cao là 100. Tắt ngang sau đó từ đây đến đây là tắt ngang qua đây nè. À đúng rồi. À đo xuống đây anh, nãy đo xuống dưới. Anh đâu có đo xuống đó đâu, hồi nào rồi. Đâu anh. Hả? Rồi rồi. Sao anh kỳ cục vậy anh? Trời mưa gió nha. Bạn đừng có làm mình bực mình nha. Mã số 12B.
Đó. Đúng rồi đó. Nó nghe đâu gì nó phù hợp. Tại sao mình quên? Rồi tán ngang đi cô. Tán ngang là tán ngang 69. Rồi, tán ngang 69. Chiều cao là 103. Đó lại. Đây cái kính tạng thôi chứ bạn. Mưa gió nó hơi hoa mắt một tí. Để nở. Hình gốc là 26. Cái này đấy rất đẹp, dạ. Nở nè. Nằm. Cái này em giao lưu với cả nhà với giá là 3.600.000 bao phí vận chuyển toàn quốc, cây mã số 12B nha cả nhà. Đây rồi, phép nở cây hết chú anh chị các bạn. Rồi tiếp theo của chú anh chị bạn ơi. Cây 13 hoành gốc là 27. Để nở ha. 8068. Chiều cao 88, cũng là đại lộc nha cả nhà. Đó, một cốt thận nha. Đẹp, đẹp ha. Dạ cây này em giao lưu với cả nhà, cây này với giá 3.700.000 em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Cây mã số 13B. Rồi, nở cây của chú anh chị các bạn. Rồi tiếp theo của chú anh chị các bạn ơi. Mã số 14B. Hình gốc 29. Cây nở luôn ha. Tán ngang 80. Ghép tàn kính mít luôn. Dạ cái này đều tàn hết trơn à. Chiều cao là 91. Hết rồi cho cái này hết rồi nè. Chiều cao này, 91 cao. Ha. Đế đẹp, tàn tròn. Ở cây ngang đỉnh thôi. 16. Đế nở luôn ha. Đế nở rất, dạ, đẹp luôn. Cây 14B nha cả nhà. Cây 14B này em giao lưu với cả nhà. Cây này với giá 3.600.000 em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nhé. Cô chú anh chị em nào muốn lấy sỉ hoặc lấy về kinh doanh lại thì liên hệ em qua số điện thoại là 0968 282738. Thì nếu mà lấy số lượng thì xe tải em sẽ để nguyên chậu như thế này giao tận nhà cho cô chú anh chị em mình luôn ạ. Còn cô chú anh chị em mình lấy một cây thì em dẫn phí ship lên tận tới nhà luôn cho cô chú anh chị em mình nhé. Mã số 15B. Hình gốc là 26. Tán ngang là 73. Kinh mít luôn ha, tàn do nè. Chiều cao là 96. Dạ. Rồi cái cây 15B này em cũng giao lưu với cả nhà với giá là 3.300.000 em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn cho cô chú anh chị em mình á. Cô chú anh chị em mình lấy một cây thì em cũng ship tận nhà cho cô chú anh chị em mình hoàn toàn bao phí ship hết toàn bộ. Còn cô chú anh chị em mình lấy số lượng nhiều hoặc là lấy gì để kinh doanh lại thì em giao xe tải, em để nguyên chậu này giao cho cô chú anh chị em mình luôn. Mã số 16. Hết rồi. Mã số 16B hết. Dạ, mã số 16B thì cũng là cái cây kết thúc clip của em ngày hôm nay luôn, là mã số 16B ha. Dạ, cái clip tốt, ung tâm. Hình gốc là 28. Để nở luôn. Tán ngang là 70. Chiều cao với giá là 111. Đây, nó ra rất là sung. Dạ. Dạ, mã số 16B này em xin giao lưu với cả nhà với giá là 4.100.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc hết. Thì cây 16CB này em cũng xin kết thúc cái clip đại lộc này của em ở đây. Thì cuối clip em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị em mình thời gian qua ủng hộ em. Thì cô chú anh chị em mình biết rồi đó, đại lộc thì cái gốc hoành gốc nó to thì giá thành nó cũng hơi cao, với đại lộc thì nó có giá thành cao hơn những cái lô cái mai khác. Thì nó từ 5 đến 49 cánh, bông nó rất là to. Thì cũng rất mong cô chú anh chị em mình ủng hộ em, thì em trong quá trình vận chuyển thì em sẽ bao sống cho cô chú anh chị em mình luôn ạ. Thì em xin chào cô chú anh chị em mình và hẹn cô chú anh chị em mình cái clip tiếp theo của em nhé. Rồi xin chào cô chú anh chị, rồi chào cô đẹp luôn. Cảm ơn cô chú anh chị xem clip ha. Rồi cô chú anh chị hợp nhãn cái nào liên hệ trực tiếp với cô đẹp ha để chọn cây ý của chú anh chị bạn. Rồi xin chào luôn cô chú anh chị các bạn ơi.